Xin chào cả nhà của kênh Hanh Vlog nha. Hôm nay thì hai anh em Hạnh mình sẽ làm một món về má heo nghe cả nhà. Đây, đây má heo này cả nhà, nhìn giống má heo không? Ở quê Hạnh á thì cái má heo này người ta chặt cái mỏ mất tiêu rồi. Mà nên nó còn gì nè không anh? Nó lạ quá nha. Dạng má chuột luôn rồi, giọng mắt rồi. Nhìn cái má heo này anh Tư nó giống má chuột này cả nhà đó. Thì hôm nay hai anh em Hạnh mình sẽ làm má heo mình súp cà với xì tin nha cả nhà. Đây, xì tin. Và nguyên liệu của Hạnh là gồm có nè hành tím và sả, tỏi, ớt và ngò gí nha. Đó, nguyên liệu và cà chua, mình súp cà là phải có cà chua nghe cả nhà. Rồi kế tiếp thì Hạnh sẽ đem hai cái má heo này mình đi chặn với lại sả nghe cả nhà cho nó bớt cái mùi hôi heo nha. Rồi anh ơi, nhóm lửa mình đi chặn cái má heo ra nè. Cả nhà mình bỏ má heo vô. Mình chặn nó nghe cả nhà. Cỡ khoảng 2 phút à. Rồi em bỏ mới xả nè. Mình bỏ xả vô cho nó bớt cái mùi hôi heo nghe cả nhà. Rồi em lấy cái nắp mình đậy lên đi em. Để nắp lại mình để khoảng chừng 2 đến 3 phút rồi, cho nó ra cái mùi heo. Mình tới công đoạn là mình sút má heo nghe cả nhà, mình sút má heo với lại cà và xì tin nha. Giờ mình khử tỏi nè, cho tỏi vô nè. Xả luôn. Hành tím. Đó, mình phi sao cho nó thơm vậy là mình bỏ má heo vào nghe cả nhà. Mình đổ xì tin vào, mình đẩy nắp lại cho cái xì tin của mình nó rút, nó chín cái má heo mình mới bỏ cà vào nha. Tại cà thì nó dễ chín lắm. Rồi anh bỏ má heo vô em lên anh. Rồi đổ xì tin vào nha cả nhà. Thành má heo xì tin luôn rồi. Nêm miếng như vậy không? Có nêm gì không? Có, mình phải bỏ đường bột ngọt vào và mình đậy nắp lại nghe cả nhà cho nó thấm vô cái má heo của mình súp cà nó thấm nó mới ngon. Bột ngọt. Cho một ít bột ngọt nghe cả nhà. Và một tí xíu cà no. Giống súp beo dữ à. Còn cho miếng nước mắm này. Một tí xíu nước mắm. Miếng nước mắm này cho nó thơm. Với chị tin nó có đủ ngọt rồi. Nó có đủ ngọt rồi, mình không để đường nghe cả nhà. Ôi. Nửa miếng nữa nữa. Rồi giờ mình lăn cho cái má heo nó đều rồi mình đậy nắp lại cho nó chín cái má heo mình mới bỏ cà vào nha cả nhà. Rất là thơm luôn. Hôm nay hai anh em Hạnh mình chơi cái món cho nó lạ tí xíu. Má heo mà súp cà và xì tin. Má heo nó rút rồi anh ơi, anh đổ cà vô anh ơi. Quá rồi. Nó lên cái màu. Cho cà vào nghe cả nhà. Cái má heo á từ giờ mình đổ xì tin vô nó rút vô cái má heo rồi. Giờ mình chỉ để cà cho nó dịu lại là mình nêm gia vị là đem lên mời tới nhà dùng với lại hai anh em Hạnh luôn. Cho ớt vô đi, cho ớt tiêu luôn. Cho ớt tiêu luôn. Thêm một miếng ớt nữa cho nó có cái độ cay nha. Cho nó mình ăn nó không có ngán. Tại cái má heo này ăn thì nó cũng dễ ngán lắm. Cho tí siêu vô luôn anh ơi. Quá rồi, quá hấp dẫn anh ơi. Cái cà này nó cũng ra nước ghê luôn nè anh, thấy không? Mình bỏ vô mình chưa cho nó cũng ra nước nè. Giờ mình đợi cho cái cà nó dịu lại, mình nêm nếm nó vừa ăn là đem lên mời cả nhà dùng luôn nha. Đây là cái món má heo mình súp với lại cà chua và xì tin hoàn thành này nghe cả nhà. Đây rất là hấp dẫn luôn nè. Đó, nó lên cái màu mà cái hương của mùi xì tin á, mình súp với lại cà chua nó thơm lắm nghe cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Thôi bây giờ có hai cái ha anh ơi. Bây giờ hai anh em mình thử hết luôn. Giờ là không ai giành được chứ, một người một cái, một người một bẻ nha. Thử hết luôn, coi ai ăn trước nha. Chẳng mình mời cả nhà luôn anh ơi. Giờ rồi, mình múc ra đi, múc ra có hai cái dĩa, chuẩn bị hai cái dĩa nghe cả nhà. Thì anh Tư Hạnh một cái, Hạnh một cái. Coi Hạnh ăn với anh Tư coi, giờ cả nhà cũng không cảm nghe, cái này là mình bằng tay luôn nha cả nhà. Bào đưa cái dĩa vô. Bằng cái dĩa luôn nè anh. Bằng luôn rồi. Công nhận cái mùi xì tin mình súp với lại cà chua nó thơm ghê anh. Công nhận nó thơm luôn. Thơm ghê luôn á. Rồi. Cả nhà cũng không cảm nha, cái này là mình dùng bằng tay nha. Cái má heo này nó rất là to luôn cả nhà ơi, mà mình làm nguyên một má vậy á, mình không có ăn đũa được nha. Nên hai anh em Hạnh mình sẽ sử dụng bằng tay mình ăn nghe cả nhà. Chấm với lại nước mắm ớt nha. Đây. Còn nóng nha anh, coi chừng nóng tổng đó nha anh. Trời ơi, thứ gì chịu nổi anh ơi anh. Anh chấm vô cái rồi, mời cả nhà luôn. Đằng này là thiên đường luôn rồi. Con mắt heo. Ở cả nhà ha. Má heo nha. Xì tin. Rồi nữa không? Còn cái má heo này bằng cái mặt của em luôn nè. Ngon ngon. Mời cả nhà miếng nha. Quá ngon. Cạp thôi. Ăn má của lão Chư. Wow, thịt không. Nó ngọt cái ghê em, nó thơm mùi xì tin nha. Nó thơm xì tin ghê, cái thịt heo cũng thơm á. Mà nó không môi heo, nó nãy mình chằn với tỏi với sả đó. Đúng rồi, nó thơm, nó tỏi vào cái thịt cũng thơm. Mà anh, hình như cái mình ăn á, hình như cái mùi xì tin á, nó thơm, thơm cái mùi dâu á, thấy không? Còn cái cà chua thì nó có cái hậu chua, chua ngọt. Sả thì nó bái cái mùi thơm nữa. Ngon quá cả nhà ơi. Cái này mình cạp tới chiều không được trời. Anh cái nước súp này có bánh mì mình quét ngon lắm, thấy không? Ngon. Hai anh em Hạnh là sử dụng bằng tay nghe cả nhà, nếu mà nó không có được sạch sẽ thì có gì cả nhà thông cảm nha. Tại cái má heo nó quá to rồi, không có dùng đũa được. Mà trước khi hồi nãy mình ăn nó mình cũng có rửa tay rồi nghe cả nhà. Quá ngon. Quá ngọt rồi. Về lên thử một miếng. Cái này mà cái nhà một miếng nữa nha. Cái này thách đấu từ đây, thách đấu chắc em thua anh quá. Em cạp tới chiều cũng hết. Công nhận thì nó ấm vô với cà chua nữa. Quá ngon. Móc con mắt heo tử rồi. Móc heo ngon lắm. Cái này người ta bán anh. Nó móc cái não rồi chứ, cái não heo ăn ngon lắm. Rồi cái não ăn béo lắm. Giờ anh biết cái má heo này giá trị nhất là gì không? Con mắt. Con mắt nó ngon lắm. Con mắt nó ăn vô rồi y gan là 4 đèn xe hơi. Đây con mắt heo này cả nhà. Mời cả nhà một con mắt heo nha. Ôi đúng gì chịu nổi. Cắn nghe cái bóp, cái gan bánh xe vậy á. Mắt heo béo ngon. Giờ quá ngon. Cái này có bánh mì vừa quét ăn ngon rồi ha. Đúng rồi. Không gì hết. Có cơm trắng ăn cũng ngon đó. Không. Cái cà chua này công nhận nó ngon, chua chua ngọt. Tại xì tin nó cũng có hậu chua rồi. Đúng rồi. Quá ngon. Cái má heo ăn cũng dễ ngán rồi, nhưng mình súp cái xì tin với cà chua nó ngọt ngọt chua, ăn nó đỡ ngán. Ngon thiệt. Công nhận má heo này thịt cái ghê. Thịt quá trời, thịt con heo này thịt ghê ha. Giờ mà thịt nứt nha. Quá ngon rồi cả nhà ơi, trên cả tuyệt vời luôn. Cái này cái ốc nó nè, cái chăn chỗ cái miệng của nó phải không? Ừ. Cái sườn của nó dưới không? Ừ. Thấy vô. Tưởng đâu mình súp với lại xì tin nó không ngon ai vậy, là cũng nói chung là cũng rất là ngon nha cả nhà. Nhưng mà nó hơi lạ tí xíu là cái mùi xì tin đó, nó có cái mùi dâu. Thịt heo mà mình có cái mùi dâu thì nó hơi lạ tí xíu, nhưng mà ăn rất là ngon luôn nha cả nhà. Công nhận cái này ngon. Ngáo à. Ăn chút cái miệng em nó có cái chất mỡ, anh heo có chất mỡ nó béo dễ ngán. Năng cũng hết đã, hết rồi em, bên nữa. Nguyên trời. Rồi cạp bây giờ còn nguyên cả nhà, thịt quá thịt rồi, cái má heo quá thịt rồi. Hết nổi rồi. Ăn hết nổi rồi. Ăn này, cái má heo này nó dội không, ăn hết nổi rồi nè. Cả nhà ơi, Hạnh xin khép clip ở đây nha. Cái clip mà hai anh em Hạnh mình làm má heo mình súp với lại cà chua và xì tin á. Ăn cái mùi vị nó lạ mà cũng nói chung là ăn cũng rất là ngon nha, nhưng mà nó ngán quá cả nhà, ăn hết nổi rồi. Cả nhà thấy clip của hai anh em Hạnh hay thì đừng quên bấm like và chia sẻ kênh để ủng hộ cho kênh Hạnh Vlog nha. Giờ bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.